Mà bác cái cành này tác dụng gì ấy nhỉ? Đây rồi, bà đây rồi. Ui ôi, áo phông lại lạnh lạnh đấy. Thầy với các mọi người đang đào. Hết thì có đâu. Làm cái bé quá nhận ạ, phải lấy cây to hơn. Sáng có khủng long chứ bà. Mất đây, không cần đâu. Đi nó xuống cái là nó cắt toát về hết. Không được. Giờ ai cho lộ xuyên giờ? Chập hết chứ còn đâu nữa. Chập hết. Thế là xả kỹ độc rồi chứ. Có gì nè. Ai da. Chưa, đang làm ở bên ý chứ. Bà, nó vào đây chuyển sang đặt chuối chưa? Đang bắt đầu. Đang cúng rồi. Đặt cái phần cô vào. Đang cúng. Mới bắt đầu cúng. Chưa. Ôi trời ơi, mày không mặc cái này không thấy cả sợ hàng này. Không, rét gì. Tắt nắng bây giờ. Cái đá là sắp sắp. Ở đâu sáng ấy? Ở nhà. Trên nhà. Bây giờ là 5 giờ 40 gần 6 giờ rồi. Trời đã bắt đầu tối. Thầy bắt đầu làm lễ cùng. Chạy mấy phát ở trên đỉnh đồi nhá. Có ăn không? Từ ghế bác. Đây xung quanh này. Núi rồi. Ui, đây còn một tí hừng hừng của mặt trời. Vào đây nhìn nó sáng hơn. Đấy còn cái nào nữa đây? Cô áo vàng, cô áo đỏ. Vẫn còn đang đợi giờ nha. Đang bao nhiêu tiền? Ba người làm với nhau. Ai làm với nhau đây này?
Ấy ơi, Tiên ơi, có đóng có bó cho tôi cầm lại chuẩn bị tí. Cầm lại chân gương đây. Yên đã nhá, để yên để mở nắp xong rồi là nhấc lên đã chạm nhá. Ba hồ. Ba hồ. Hôm nay các con các cháu về đây ba hồn đưa ba về chỗ ba anh em bên mình bảy trái nội ngoại nhà ba hôm nay các con các cháu nhà lớn rồi. Ba ơi, ba con biết chỗ nào không ba ơi. Ba hồn cháu anh em bốn cho mẹ. Mẹ Yến ơi, mẹ không biết thì nó sao mà mẹ ơi. Mẹ ơi, bà ơi, chúng mẹ một bà ơi. Dẹp dẹp tổ ong ác nhỉ. Còn cái thời gian đấy các em dẹp 10 năm rồi. Lấy là lưới cả đấy, không phải lưới nữa. Tâm phải lưới thôi. Anh nắm ngu quá. Đấy được rồi. Chị ơi, chết đón đi. Ô mẹ ơi. Ô mẹ ơi. Mẹ ơi. Chắc cái này phải bùi đốt đi. Đừng ném lửa xuống đấy. Khói chả làm ở đâu. Không, tí mùi ấy. Bỏ lên đi, con nhặt cái lửa lên đi. Còn thí dụ nào nữa hay không hay là đất nước thì cấm nát hết rồi chẳng biết được. Có cái bay vào nãy đâu. Đốt quần áo, cậu đốt quần áo gọi hồn bà đi. Đốt ở đông đất này này nó cháy đi. Cho tiểu đốt đi. Bây giờ đầu nào đen thế kia, đã bơ vỡ. Đã khoảng khăn à. Đầu bà vỡ rồi đấy. Vỡ vỡ xương sọ. Trong mình có trả ai trong đầu nhỉ? Vỡ thật kia ơi, vỡ xương sọ. Làm nào mày vỡ được là nào? Sập bấn thiên đây. Không có gì ở đây đâu. Lâu năm rồi. Ngoài đấy không có gì đâu, tất cả trong bấn thiên đấy. Đầu. Thế còn cái áo đỏ nữa cơ, mới lên chung. Cho con dao mày dày gì sao?
Nó dịch lẹ. Dịch lẹ người bò đi. Đốt gì đốt hương cắm tất cả vòng quanh thì cắm xa ra cho nó có mùi hương thôi. Cố cắm hẳn gì cho mày đốt nhau rồi cắm rồi. Vải chắc nhỉ. Chân đầu tất. Hoặc là thân đen quá, thân trắng thì nó đắng. Hai nghìn. Hai nghìn 11. Dễ cây diên vào hết rồi. Giờ xuân của má rồi sao như mồm. Cho lấy cái gì chặt nước đi. Lấy chậu lấy chất gì chặt nước cái gì rửa. Anh em sau này lấy chậu nước đây. Mang can nước đâu đây nhỉ? Đây chậu đây có 2 can nhưng mà không biết can nào. Một can nào. Can nào cũng nhau hết. Răng bà. Bà chẳng có răng nào đâu, răng là còn nguyên. Lấy đâu mấy cái bà cất trong trong sập bà. Bà nó sập nó dễ cái cây nó vào. Thôi bây giờ nó rượu làm gì nữa. Bây giờ đang về rồi. Mày xuất. Rồi, sau anh. Đi rồi. Đi dần nếu không. Hết dung lượng rồi. 3264 ghi dùng hết rồi. Nó rồi. Tại vì lúc đầu đi phải đốt như bây giờ đã đưa không bây giờ bác huấn bảo. Có thế là bên kia là hạ hết những cái đào lên rồi này. Gọi về bảo là đất đổ cát chắc là chèn xong rồi. Khả năng hạ hết rồi.
cây vào này. Còn có cái gì mà không biết phải đấy. Hôm nay là nhợt. Hôm nay đừng nhợt. Ôi dạ, thầy ngồi mình nai chim cũng sợ. Lấy cái khăn thôi. Xong rồi bắt khô đi lau thôi. Bây giờ mục hết rồi đâu. Mua càng lấy cạo thì càng vỡ. Làm phép. Quần áo ấy vẫn cúc trước vẫn chắc nguyên kìa, chưa ảnh hưởng gì. Đấy. Bả vai nhé. Bả vai. Đặt sát vào, quay ngược lên. Đấy, bên này. Nhìn thấy gì không? Ôi, nghe căng. Đi quay cả vụ ăn uống đấy chứ. Đầy đủ. Em, bây giờ xem này. Lâu quá. Sườn sườn đây. Tí xíu nhỉ. Đây đây. Chín năm rồi mà. Bảo đi. Còn ngồi canh kìa. Bây giờ tự nhiên máy lổ nó dừng phát này cũng thế. Lửa lập loè. Rửa cái gì nữa bây giờ mà rửa thì còn thì nát hết luôn. Thế là dễ cây anh nào, anh cái gì đấy? Dễ. Thả thịt cây. Bây giờ có cây gì quanh đây mà cây đi vào dễ nhiều lắm. Dễ này. Bây giờ nó loại chế công nghệ chiều. Cỏ xanh như nó xuống đến nơi gì mà phát không lấy xuồng nước chi. Cỏ gì nó cỏ dễ làm ăn. Ảo bao nhiêu năm vẫn. Tối đấy nhìn thấy cái gì mà vẫn quay. Hả? Hả? Nhìn thấy cái gì mà quay. Đây là nó tắt màn hình đi thôi chứ còn vẫn quay bình thường mà. Đây vẫn đỏ. Bây giờ về cho mình sáng đi quay. Cho nó tay nó thiết quá. Đơn giản. Buộc mẹ lấy dây buộc mẹ đây buộc đây không đi về buộc ở đây trong khoảng 15-20 phút quay lại cởi sưng sống nhá vừa quay vừa khóc để vào giữa cùng cùng một quần đi lại mấy bãi cả làng cái họ biết mẹ kéo lại nửa tiếng nữa à, còn đấy là sưng sống à cái phải mà không mồm được nhỉ? Ủi cục cái này còn giật mạnh nhỉ? Chưa bằng đôi dép tổ ong còn mới tinh luôn. Dép dép trên này còn dưới kia. Trên này nó phải ông chú lợn. Đây xương sống. Nhưng mà không còn nữa. Vụn hết ra đây này. Từng đốt này. Rồi còn nguyên. Giờ làm nào biết đốt nào trên đốt nào dưới? Xếp dọc vào giữa thôi chứ bây giờ biết nào được. Thì xếp dọc vào giữa đây. Cái này mà rửa ra đấy còn tan hết chả luôn. Chả còn cái gì nếu mà rửa. Ừ, bây giờ nó đủ nước xoa. Mấy cũng không chung bốc ai ở trong nửa gò này có như thế nào? Hả? Gò này chung bốc ai lần nào chưa? Không dục. Có như thế nào? Bao nhiêu năm? Nhưng mà xương không dục vàng đẹp. Tức là ít năm rồi. Ông ư nhá, năm ngoái bốc còn phải bóc thịt cơ mà. Ai ơi, mấy năm mà không biết mấy năm. Ông có những người có những người cả ông, cả chục năm vẫn còn bóc thịt chục năm. À, ông Độ chẳng ngồi dưới rượu để cho em bóc cái này. Hay lại nghề nghiệp. Ông tưới ông bóc. Nhưng mà cháu tưởng lên lên thế không rồi phải hạ xuống ấy chú. Dóc cái thịt nữa. Không thịt khô rong khô như thịt trâu sấy rồi có người còn tươi chảy máu như bò hòa đạt có chưa có bò đạt đây cả
kiểu không phân hủy. Ôi. Dùng nhiều thuốc quá. Hả? Nhiều thuốc kháng sinh quá. Kiểu như ướp vào đấy. Bên chỗ đào mộ cũng mà. Khó chịu. Thế này thì gọi là gì? Thế này gọi là gì? Đào mộ cũng mà thì gọi là gì? Năm nay là 6 năm hết vào đi. 7 8 năm rồi. Tao. Tao có lệch tâm. Không lệch à? Lâu mới đoạn ý thôi, còn đứng dưới kia chạy dễ không mà chạy không. Hai cháu qua đây thôi, thì cháu thôi. Kia đây thì ô tô, còn đi ô tô thì làm nào giả áo đây nhỉ? Sao bên kia giả? Hai cái bình nước quế thừa cả hai bình như đây. Đủ vào. Đây mà để có hai đồng nữa là bốc ra bấm luôn. Không, bên này. Vẫn ở bên này. Hạ xuống lốc lên, lốc hết bằng mặt. Rút gáp rồi. Cái bê kia nó lên đất chưa kìa. Sự cột nhá, xếp vào dưới chính giữa. Bên đấy chắc hạ rồi. Hạ lốc. Ấy, sao đi bùi vậy? To nhất đấy. Ui. À, kia trong cái quần kia. Quần cái mục này. Hỏng hết. Đây. Bắt đầu. Quay. 9 năm rồi. Quay quay đấy. Không là điều đâu. Không đầy đâu mà. Không đầy. Sợ mò mò đấy. Nhà mới chưa xong bên phải nhỉ. Đấy, hẳn một bên xong trước hả chú? Chỗ cái tất là khả năng có mấy ngón chân nữa đấy. Em ống đồng trong là tất cả trong đấy đấy, trong đấy. Các đồ dọa còn gì ở trong đấy, tất cả trong này hết, mấy viên kim cương ngày xưa một viên nhặt thứ một sót đầy cũ làm đồ lắm chẳng cho đâu mà nghi là ném nghi 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 là chưa là ném thôi mà làm cho đi xem nhiều lắm. Đấy, cho thằng ấy cái ấy về đeo. Thôi. Xịn phết đấy, kiểu rượu hạ thổ 10 năm mang lên uống. Giờ ai chết cứ gửi chai rượu nha. Bao giờ đi ấy lấy. Chai vodka chập vào. Cái này ngâm rượu tốt lắm này. Ồ, bít hẳn xi măng vào nắp ấy. Không, chai coca là dép không tan mà. Vâng, nếu mà chị thì ngại thì chị đổi số điện thoại với cả đổi tên như là được mà. Vâng. Cái đổ cả vào đây, đổ cả vào đây. Đấy, vâng, vâng ạ, vâng ạ. Đấy, để nốt trên sườn bên này. Dạ vâng, quan trọng thì cứ để đấy, mai kia gửi được. Ủa, gạt phát rơi luôn. Hoàn thất dụng luôn. Vâng, là mạnh tay đấy. Mẹ bây giờ mạnh tay là nó mủn lắm. Mạnh tay là đi hết luôn. Này không làm nào mà để bộ quần áo nó sạch bốc cả bộ giặt vào xong không? Được. Con có ở tí đất biết nữa. Hả? Không, đầu tiên nó dài mày, xong rồi cái nó ngắn tí, kiểu gì cũng phải xếp này. Giáp sụn đấy. Đúng rồi. Hết vị rồi.
Thế còn đây 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 là cái gì em? Nắp chai. Không biết ngày xưa cho cái gì vào đấy. Nắp chai đâu nhỉ? Nãy lại bật. Tưởng cối dầu. Không, cối dầu dùng nhựa. Con rửa tay mà. Nhựa 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 nhựa. Nắp nhựa này cũng 9-10 năm. 9-10 năm. Nhanh rồi đấy, vừa không nào. Ngày cháu bé bé chưa lấy vợ rồi, con cháu nó đi học mẫu giáo. Đúng rồi. Đâu? Đây là lấy vợ đâu? À, đấy bà rồi, ông biết. À, đây là bà nói bà thôi chứ ông thì em biết gì. Ông của tao biết. Đúng rồi, 86, 4 năm sau mới đẻ thôi. Đấy là... Không muốn tí phải tái này lần nữa. Hả? Có chứ. Đãi làm gì? Tí về lấy cái giá vào gạo ấy. Không có gì cả. Có 93 cân mẹ mình trồng dây kéo kéo lợn bỏ vào trong đánh lạo để mình mẹ. Còn thiếu một cái sự. Ông ơi có hai cái chén này. Chị đấy, rằng vẫn còn phải. Sườn này hết rồi. Sườn đấy các bạn. Còn lấy khăn khô nào nữa không? Anh Vũ xem cho. Còn khăn khô đưa bạn. Còn đây. Khăn khô lâu lâu này. Lâu, dâm nước ít là nước. Bỏ ba lần nào cái còn đâu ấy đấy. Giờ thấm nhiều nước quá nó bẩn. Đặt những cái miếng thì để chèn vào xong rồi là đổ tất cây vào trong này hết. Hàm hết, răng hết, tất vào đấy đi. Cứ đổ vào đấy thôi. Đủ là được mà anh. Cho vào rổ kia thì chẳng lọt cái nào. Con ngưng nhá. Lấy đâu ra lại không còn. Đầu vỡ hết. Còn sọ, xương sọ. Đây là xương sườn nguyên si đây này. Đấy, sườn đấy. Sườn nào đây? Hả? Bên bên này nhá. Ông nhà. Cái bán trên rồi. Lâu lắm rồi chứ. Bà, cái xấu. Đừng gấp, cái này là mới cho nước vào bây giờ là tôi không cần nước nữa. Mới quá. Mềm hết này còn đâu? Nghĩ lạt còn đâu? Như kiểu. Răng lợn nó có mấy số lợn răng bảo ghế hết rồi răng còn nguyên răng lúc nãy nhặt đầu tiên mà trong tất kiểu tất chồng rồi nhưng mà nó răng bà không lấy đâu mấy cái trước lấy tiếp thì trong Sài Gòn này còn phải đứng cứng là đúng răng quay ngược. Đấy. Cái tên phong bạn lần bạn không cần nhớ cái tên phong nào cả. Cái tên phong Sài Gòn thì ở phương Sài Gòn này ai nhận được? Phương Sài Gòn này đâu nhận? Bạn hết đấy. Bạn chụp ảnh cho tôi thì tôi nhìn nó mới rõ nét để tôi liên lạc xem hợp hàng của ai. Một
đấy thì giờ đường nó cũng thích gì. Ngày xưa thời điểm đấy không dùng mình tiền thì nó của Trung Quốc cộng viện trợ cho mình thì tìm mấy cái đấy khó nhỉ. Tại vì nó thì kia xong đầu đất nó lẫy bỏ chẳng nhớ à, nếu mà đeo tất thì đổ ra là có bao nhiêu là có hết thì mới đất thì bây giờ ván việc là cũng mục hết ở đâu cài nó chết hết thì quẩn này. Mẹ không mục thế nào nhỉ? Có bà nào lấy lại không? Để cái quần. Đây đây, cái bả vai đây này, cánh tay này. Bả vai. Bả vai bên bên. Mình nhặt bả vai vào đi có tí nữa này. Đi ở ngoài chưa? Đấy, bắt đầu xếp tay trái. Cái cao. Vời nguyên. Dạ. Vời bé mà được bao nhiêu đâu nục hết rồi rú lại lượt nữa là chúng không còn còn tay phải chưa lấy được tay lại làm xuống dưới tay đi dài hết đấy nó ở trong trong bao tay bắt đốt ngón tay trong bao tay tất. Chuyền quá là đúng mới nhận đấy. Đấy. Giờ mới là ăn này. Thôi không có rồi, tay này. Tay phải chứ, tay phải. Tay trái đây, tay trái không đeo nhận nên thôi rồi không đấy, có gì. Tay trái đây. Không, tay này nhớ đeo tay phải sao. Chỉ có các bạn chỉ hay đeo cổ tên thôi. Đàn ơi, nó khó lấy đâu rồi nhẫn. Đâu rồi, thời. Con đóng ở cạnh nghe chuyền quá là vào cũng mấy gì. Là... chú dần ở gần đấy chắc là vồ trước chị ở xa lại không vồ được ở đây là mà chống để tối đây tay bên kia cố em chồng vào đâu tay bên này đấy còn tay bên đấy ừ đúng rồi tôi với cả anh em anh Minh giả tiền mà chưa lấy trên đã xong mới xuống đến găng tay tháo cả máy quay rồi không có đồ là không cái này riêng như cái kia là kém không sao quay được bao cái chân đi có cái chả đấy đổ cái ấy sang bên kia bên kia anh cầm vo 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 này mình vo vo vào bàn tay này cầm lên vẩy và phát đổ ra thì nó dễ đâu không hết rồi mà sót cái gì thôi cái dây buộc cũng coi như là hết rồi đấy sót gì thì sót này là chính như này là khó nhiều người họ sạch dễ nhặt lắm. Mấy cái này ở ngoài thôi này, là hết rồi. Không, 19 năm thì mọi người... Đây là cái bát về hay xong đĩa là bỏ lắm. Đánh đâu chúng đấy? Không, món này... Mẹ mới hỏi nhà đâu bảo đánh trong đĩa mất rồi thì... Cái chí hay là... Mấy hôm mà bảo nhà đâu đánh trong đĩa mất rồi thì... Anh chí xin bạc cái bát rồi. Còn cái... Găng tay tất gì nữa đây này? Giả ba cái mà cái khối ấy à? Cái gì? Thôi ba. Cái này bằng nhựa. Nắp chai là gì ấy? Thường người chưa thải đi thì cô ra. Con này lộn. Con gọi. Đấy để ra đây để. Xếp xong là áo vàng là về rồi. Con để nhậu. Bút đâu nhỉ? Đây. Ta gọi nhập đi. Đi anh. Đây bác. Giải này xong rồi còn giải. Nhập hết là tí nữa chú bút đi. Nhà. Một cháu nào đi chơi chú cũng được bút này. Ui, cái nước rửa tay thì chưa? Nước này. Chưa. 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 Chưa.
Mẹ để con lên đây đâu, mẹ máu mẹ con bị bệnh ngứa này, mẹ đem cái này đi xuống suối vàng mẹ đổ đi cho con đi nhá. Bỏ đây. Đem đi suối vàng mẹ đổ cái bệnh ngứa đi cho con. Con khổ lắm. Đấy, nốt ngón tay bên kia là xong. Tùy cái bình cầm về cầm mà không bỏ. Không được bác. Cầm về. Đứa bỏ hết thôi. Vâng. Dùng đến đâu? Dùng đến tí nào? Cái kia dùng rồi thì bỏ đi. Cho hoa này không? Có chứ. Nhưng mà để thầy gọi ý đây ạ. Thầy gọi hôn đi đã. Để nhập đi. Xếp xong rồi ông ơi, đốt quần áo đi coi. Đốt, đốt, đốt. Đây này. Đốt ra quần áo đi coi. Đốt ra phòng hồn mẹ về cái quần áo để mình. Thôi ơi, đốt ở chỗ nào gọn gọn đây, có cháy làm cho đấy chết. Sao còn kiếm phía mẹ, đốt đi hiến về. Đốt hẳn ở chỗ đất này này. Kim ngân vàng mã để quần áo mới em mặc để đi về nhà mới. Về nhà mới. Bảo ơi, nó cháy vào đấy. Về quần áo, về nhà mới. Đấy đừng là lót đi, cái gì chăm kim nữa ta, cái gây quay chưa? Đây ạ. Vàng rồi đấy. Để xong rồi là chú chú rồi đấy, làm như thế. Cô đứng vào này. Còn nhau không nhỉ? Nhau này đi. Đây bác. Đây cái chìa khóa. Chìa khóa. Áo hoa. Áo bà ba vàng đi, đang đi một kia rồi nhận cái quần lấy áo thay đi để đi về nhà mới. Mới. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ quần thay áo thay giày thay dép đi. Về nhà mới có quần áo mới rồi. Con cháu ông thay quần lấy áo. Cha cụ. Nhà mới bà về làm hộ đội trì cho con cháu này nhé. Đánh vô chúng vô đánh đề chúng đề. Đánh gì chúng đấy. Làm ăn muốn gì được giấy mà. Đấy. Muốn gì được đấy. Bán cho con đi con. Con đổi cho anh về quê con à. Đấy. Ước mơ của con về quê. Bà cho còn con đánh bao nhiêu thì chưa biết. Con về quê. Cái kiểu đâu chú mà đầu cháu đâu bình rồi. Bà cứ phù hộ độ trì cho con cho cháu này. Nó cầu gì được đấy nè, ước gì được cầu đấy nè, cầu tài đắc tài, cầu đồng đắc lộc, cầu an đắc bình an, cầu đi tươi để tốt, cầu cho ba cũng nghè chín năm đông tai qua nạn khỏi. Sao bỏ cái bóng vào đấy à? Đấy là hoa nhài. Còn cái này thì như là hoa nhài khô. Hoa nhài khô à? Tất vào đấy không ạ? Tẹp này chưa dùng đến này. Mình xếp vào xong mình đổ cho đầy. Ô nó hút ẩm. Có gì cả có nữa, ẩm chết đây. Những cái đây bỏ bếp lửa nghe nó cháy được khỏe hơn thím ơi. Cháy ra rồi. Tiên của thằng lắm rồi. Cửa nhìn mẹ cháu khả năng này. Bao với mẹ về nhập mộ. Bao ổn chín ghế chín ghế bao ổn là về nhập. Quan quách. Ta lui ra biển không? Đây là thầy. Chưa dùng có mang về không hay bỏ? Cái này chưa dùng nữa này. Cái kia dùng rồi thì vứt đi. Cái kia thì con cái thì cho xuống kia đốt. Cứ cho vào đi xong rồi buộc dây vào khiêng dưới đi. Xong rồi là lên xe như ông. Đâu. Cho luôn là quách này mà. Ừ cho luôn là quách. Đây. Đây. Không để tay hương thì đốt không ạ. Đây để
bà Mai đốt xong rồi. Đốt đây lại cháy hết chưa gạt đi. Đâu? Để ở đây bà Mai chắc à, các ông các bà đốt hết rồi. Bảo cái để riêng cho cây ở dưới cho con trùng lại đốt. Đốt hết rồi. Đốt hết đây rồi. Còn nó chết luôn rồi nha. Thấy im im lại chẳng ai kéo lên nữa. Gà ta chạy hết bác. Lấy cái kẻ nót đấy tống chết chưa? Đâu tròn nhá. Đi mang về hay là như nào? Luôn đây sẵn đây rồi. Nó lấy sẵn coi. Ờ lấy cái sẵn hot tống cho chơi chất lượng với đốt đi. Ừ cháy bạc. Vui à. Đi ô thì đi đường chứ bơ chứ mặc đường xung quanh luôn. 2 can rượu mà. Ôi đừng chú ơi, đừng đi làm thế mà nguy hiểm. Vô tình. Em không uống cho nguy hiểm lắm, nó bốc mùi không chịu đâu. Giật đi thôi. Tại yêu phải lấp một tí đi mà. Lấp nhiều bây giờ xuống nó bốc mùi nó nguy hiểm lắm. Phải cho mà. Đừng cho chú uống. Mình ơi. Làm mấy chẳng đất. Lấp vào đấy thôi. Lấp vào cái đấy thôi. Woo. Cậu cho mấy xẻng đất xuống giả xuống cái hố bên kia kìa. Xuống cái hố kia cơ mà cậu. Ủa cậu ơi còn chưa cháy hết đây này. Đấy, nó cho cái quần áo chết. Cái bàn kia là bảo thả không thôi chứ không phải đốt. Nhưng mà đốt mất hết rồi. Cảm ơn con Mark. Đây đây không? Đây. Không. Biết như này này. Cầm hương tận bên luôn. Đây còn bên luôn. Đây. Chưa Bạc kiên này. Đi về thôi. Có nhảy qua không? Nhảy qua. Nhảy con không? Nhảy con nhảy qua đi. Đâu nhảy như nào? Nhảy qua. Cháu bút một cốp cháu luôn. Đỡ bạn là chúng ta đi về. Máy nổ tách cả bóng đèn luôn. Để cả máy lên luôn đúng không? Để cả máy lên luôn. Vâng. Rồi, 2 người đứng trong kênh của đây.
có mở được bên này không? Được, mở cái thanh ra xuống hả? Giật à? Khá ngắm rồi, có thể là cái gì?